gửi bên đấy ạ. Bạn ơi, ô tô phải gửi sau cái kia cơ. Ờ Long nó nhiều anh em mà, nhiều người quý mà. Long em lên đây cũng... em lên đây các anh ở ngoài đây quý lắm, thiếu thì các anh cho cả mà, từ quần áo mặc từ đôi giày cái gì đi anh em người ta cho hết mà. Em ơi ô tô đổi để đâu đấy nhỉ, em ơi ô tô để đâu đấy nhỉ. Trần Hùng. Ừ, Long tính của nó như thế thôi, nhưng mà nói chung là tùy anh em nó sống như thế nào thì nó quý ai thì là nó ok với người đấy thôi, còn mọi người như thế nào Long gì thì trên mạng thì thừa biết rồi mà, tính Long nó thế thôi. Tốt tính mà, nó tốt tính mà. Ai mà anh bảo nó không có tiền lúc nào, nhưng mà ý là anh thấy bọn hắn là bọn hắn làm khổ thì anh nói kệ đi, rất đầy tiền. Nam Quảng Bình 73. Thế là cả hai vợ chồng đi cà phê à em? Nhưng mà cuối cùng mấy hôm mới biết được anh à? Mấy hôm mới đi chơi nhau mới biết được chất nhau anh à? Nhưng mà anh đang nói tài. Và đặt cái mùi gì cho anh đây? Cái mùi đắt tiền đó, 200.000 một lọ đó, mình không nghĩ ai. Không hiểu đâu. 9 thằng cũng đưa, rồi. Còn một thằng thì ghét. Không hiểu đâu, tại vì là Long là mặt trái mà, mặt trái mặt phải. Long là mặt trái. Long là người... ai mà hiểu được Long thì tính của Long cũng ok mà. Nói chung là... Ôi chị ơi, chị bận tâm làm gì? Ở ngoài đây, ở dưới nhà giàu, dưới công tử một đại gia còn thích chơi với em. Hiểu em thích Long cái gì không? Người ta trả cho em, là chị còn, hiểu là... Còn ví dụ em là... Tâm. Đánh giá nhau ở trên mạng thì cũng không, mình cũng không biết được. Thơm đấy, thơm, thơm, thơm đấy. Thơm đấy, thơm đấy. Túi là nhanh cục. Mà thôi thì không cắt. Thật anh ra đây có phải là anh mình ở hắn ngoài đây đâu, anh ở hắn ngoài đây đâu mà mọi người vào follow mình nhá, mọi người bố bố mẹ nhà mọi người follow mình nhá mọi người. Chung là mọi người cũng không tô xích nhiều, mọi người cứ nói những lời gọi là tốt đẹp đi mọi người, mình không tô xích nhiều làm gì, vui vẻ trẻ khỏe mọi người ơi. Long bạn ơi, cuộc sống thì cứ cố gắng thôi, các bạn biết đây, một lần drama, một lần tôi kéo view tôi được vài chục triệu. Anh này, ơi. Hay là anh đợi vợ chồng em mà đi luôn. Một lần tôi đi review thì cũng được 7 triệu, 10 triệu. Thì cái dây vàng mấy chục triệu là cái gì đâu bạn. Anh ơi em ngon rồi, bây giờ em chỉ livestream bán hàng thôi. Không, không có mặt anh đâu, không có mặt anh đâu. Thì tập đi, anh ngồi đi đấy, không có mặt anh đâu. Là người của công chúng mà mọi người. Nên là người ta chưa hại ai thì mình cũng vẫn cứ là trân trọng thôi, nói chung là vậy. Sao à, mấy hello Huỳnh Phúc Lộc, xin chào Phúc Lộc nha, mọi người vào follow mình nhá, ship may mắn. Ê, lâu chưa bạn, tôi đến rồi, bạn tôi đến rồi, ship cho bạn bộ quần áo nhé. Đấy nhá, ok cảm ơn bạn nhá. Bạn muốn đưa nước đi bạn ơi. Lâu chưa? Mùi vừa đến rồi bạn. Bật lửa đâu, tôi cho anh rồi. Đấy em trong đây, em để trong đây luôn cho anh. Cái này chi mà. Thôi nha, chị ơi, cứ gì à, cứ để một phút đây em có nói chuyện với bạn em tí. Đây, giờ hết cái kèo này thôi, em thoát ra em ngồi nói chuyện với bạn em nhá. Vâng. Lâu quá à. Dạ. Quay tí luôn. Úi xài ơi. Bạn tháo cái bông ra bà. Cái này ai mà không? Cái áo đẹp thế là Long ơi. Để không có đâu. Chị ơi, bạn em... bạn em mang áo da với lại các thứ cho em để mai em đi đám của hai đồ luôn. Đấy. Áo đẹp đấy. Tôi đi tìm khắp các loại ở Hà Nội rồi, tìm bao nhiêu shop rồi, VIP rồi. Được. Mà chưa thấy cái chỗ nào. Cái quần jean là chất đấy. Không, tôi mặc quần bò thôi, cái này mặc quần bò được. Đi bao nhiêu nơi rồi mà không thấy chỗ nào. Tìm một cái áo da nghĩ tí. Xem tí rồi xem nào vừa. Cầm hai đôi. Ừ. Đẹp đấy. Có thử đi xem nào. Cái này bạn là cái này bạn đang bán bao nhiêu đây? Cái này tôi bán 700. Mấy? 700. 700 nghìn á?
Trời. Bán cái gì miễn là người ta có, nói chung là cứ kiếm được tiền mà theo kiểu như là công sức mình bỏ ra. Ví dụ bán cái gì cũng là bán mà. Mình chơi TikTok thì mình cũng phải biết lợi tận dụng cái để mà làm ăn chứ, đúng không? Yeah, em của chị mặc như này đúng người có tiền chưa? À. Được, được, ok em ơi, được. Ok, chất đấy. Ừ. Được. Nhưng mà mai em đi đám cưới Hải Idol là phong bì năm cũ đấy. Ok, ok luôn rồi. Giày đâu, giày đâu, giày đâu, giày đâu. Giày đây luôn. Người hợp quá rồi chứ nữa cả. Đã. Mặc thêm cái quần màu đen vào nữa là chất đấy em ơi. Vâng. Mặc thêm cái quần màu đen với cái áo trắng bên trong là chất đấy. Đây, bạn em thì làm bên áo da ở Hà Nội thì nói hạ bạn em thì ngày bán mấy nghìn đơn cơ mà. À thế hả? Chuyên về bán về áo da. Trên đồ nam đúng không? Chị của tôi là gọi là single mom. Nhưng mà cũng có mấy con ô tô, với lại cũng có mấy mảnh đất. Điều kiện đúng không? Với lại cũng có rất điều kiện. Lâu lâu tôi cái alo gọi một cuộc gọi là lại bơm cho Long 10 triệu hay 20 triệu Long tiêu. Đấy, thế à?